đại đào thải trong kinh thánh đang bắt đầu. Phần 2: Dịch bệnh chết chóc. Như chúng tôi đã nói ở phần 1, mọi thảm họa xuất hiện đều không phải ngẫu nhiên mà hoàn toàn được sắp đặt theo thiên ý. Đến hôm nay, nhiều người vẫn đang tự hỏi tại sao thảm họa lại ập đến, nguồn gốc của đại kiếp nạn này từ đâu, bao giờ mới chấm dứt. Để tìm câu trả lời, chúng ta một lần nữa cùng nói về Khải Huyền trong Kinh Thánh, cuốn sách cuối cùng trong Tân Ước. Vén màn bí ẩn. Hôm nay chúng ta sẽ nói về chương 9. Cả chương này hoàn toàn chỉ dành để mô tả về dịch bệnh COVID-19. Nguyên văn Khải Huyền như sau. Chương 9, tiết 1. Vị thiên sứ thứ 5 thổi kèn, tôi thấy một ngôi sao từ trời rơi xuống đất và ngôi sao ấy được ban cho chìa khóa của vực thẳm. Chương 9, tiết 2. Ngôi sao ấy mở vực thẳm, khói từ vực thẳm bốc lên cuồn cuộn như khói của một lò lửa lớn. Mặt trời và bầu trời bị khói từ vực thẳm che tối. Chương 9, tiết 3. Từ trong luồng khói đó, châu chấu bay ra khắp đất và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những bò cạp trên đất. Chương 9, tiết 4. Chúng được lệnh không được làm hại cỏ xanh, các loài thực vật hay cây cối trên đất, nhưng chỉ làm hại những người không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Chương 9, tiết 5. Chúng không được phép giết họ, nhưng chỉ hành hạ trong 5 tháng và họ sẽ bị đau đớn như bị bò cạp chích. Chương 9, tiết 6. Trong những ngày ấy, người ta sẽ tìm cái chết nhưng tìm không thấy. Họ mong được chết nhưng tử thần đã trốn khỏi họ. Chương 9, tiết 7. Hình dạng những châu chấu ấy giống như những ngựa chiến được chuẩn bị sẵn sàng để ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng và mặt chúng giống như mặt người. Chương 9, tiết 8. Chúng có tóc như tóc phụ nữ và răng chúng như răng sư tử. Chương 9, tiết 9. Chúng có giáp che ngực cứng như giáp sắt và âm thanh của cánh chúng như tiếng của nhiều xe chiến mã đang xông vào trận mạc. Chương 9, tiết 10. Chúng có đuôi như đuôi bò cạp với ngòi chích độc trong đuôi ấy và trong đuôi chúng có chất độc làm người ta đau đớn trong 5 tháng. Chương 9, tiết 11. Chúng có một vị vua lãnh đạo chúng, đó là sứ giả của vực thẳm. Tên của vị sứ giả trong tiếng Hebrew là Abaddon, còn tên đó trong tiếng Hy Lạp là Apollyon. Vực thẳm cuồn cuộn, nơi nào đen tối nhất? Những phần nêu trong chương 9 này đã lần lượt ứng nghiệm. Chúng ta sẽ cùng phân tích từng chi tiết trong các đoạn để tìm ra câu trả lời. Chương 9, tiết 1. Vị thiên sứ thứ 5 thổi kèn, có một ngôi sao từ trời rơi xuống đất. Phần này hoàn toàn ứng nghiệm khi rạng sáng ngày 11 tháng 10 năm 2019, một thiên thạch đã bất ngờ rơi xuống tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc. Không đến 2 tháng sau, dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và bùng phát tại Vũ Hán. Chương 9, tiết 2 miêu tả về một vực thẳm khói lửa cuồn cuộn. Trong Khải Huyền, chỉ cần là đại bàng thì nhất định là chỉ Mỹ Quốc. Nhưng nếu nói đến vực thẳm thì chính là ám chỉ hai địa danh. Một là các nhà tù biệt lập hoặc trại tập trung của Trung Quốc. Hai là các phòng thí nghiệm mờ ám chuyên làm thí nghiệm tàn ác lên cơ thể người sống. Nói đến nhà tù Trung Quốc, người ta thường liên tưởng đến các thủ đoạn tra tấn tàn ác, hung bạo. Cộng thêm các phòng thí nghiệm tiến hành những thử nghiệm trên người sống, sau cùng là cưỡng bức mổ cướp nội tạng của tù nhân đem bán. Tội ác này khiến người ta thật sự kinh tâm, động phách bởi sự tàn độc đến mất nhân tính của nó. Những nơi ấy chứa đầy oán khí và linh hồn của những người vô tội. Họ đã chết một cách đau đớn mà không để lại vết tích. Nhìn từ không gian khác, những nhà tù và phòng thí nghiệm dạng này chính là những vực thẳm sâu hun hút, câu thông với địa ngục. Hiện nay, cả thế giới đều biết rằng virus corona có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm vũ khí sinh học B4 của Vũ Hán, Trung Quốc. Câu hỏi được đặt ra là việc loại virus này thoát ra ngoài thế giới là vô tình hay cố ý? Tương quan giữa châu chấu và virus corona. Chương 9, tiết 3.
từ trong luồng khói đó châu chấu bay ra khắp đất và chúng được ban cho quyền phá hoại như quyền của những bò cạp trên đất. Và không biết là hữu ý hay vô tình mà coronavirus lại có ý nghĩa tương đồng với châu chấu. Chúng xuất hiện cùng một thời điểm, mục đích chính là lây lan dịch bệnh, hủy diệt con người. Hình ảnh của những con châu chấu kia chính là biểu hiện tại không gian khác của loài virus này. Người xưa tin rằng thiên nhân hợp nhất giữa nhân thể con người và vũ trụ bề mặt nhân loại có một sự đối ứng nhất định. Do đó, nạn châu chấu ở châu Phi, dịch bệnh Covid-19 và những con châu chấu mà sách Khải Huyền đề cập đến hoàn toàn có mối liên hệ với nhau. Người Trung Hoa cổ có một cuốn sách là Sơn Hải Kinh, trong đó mô tả các phần đất trên trái đất đều tương ứng với ngũ tạng của con người. Theo đó, Australia là trái tim, châu Phi và châu Nam Mỹ chính là phổi. Chúng tôi sẽ có video nói riêng về phần này. Nếu châu Phi tương ứng với phổi, vậy những con virus corona chính là trú ngụ trong phổi người, cũng là hình ảnh tương đồng của những con châu chấu tàn hại lá phổi của thế giới. Điều này càng minh chứng cho sự chuẩn xác của những điều ghi chép trong Khải Huyền. Chương 9 tiết 4 nói rằng chúng không được hại cây cỏ thực vật, chỉ hại người không có ấn của Đức Chúa Trời trên trán. Chương 9 tiết 5, chúng không được phép giết họ, chỉ hành hạ và nạn nhân sẽ đau đớn như bị bò cạp chích. Chương 9 tiết 6 nói rằng trong những ngày ấy, người ta sẽ muốn tìm cái chết nhưng không tìm thấy vì tử thần đã không màng tới họ. Ba phần này chính là nói về hoàn cảnh mà con người sẽ phải chịu đựng. Đó là sự đau đớn khôn cùng. Nó chỉ về thời gian châu chấu trưởng thành, sống và phá hoại kéo dài từ 5 đến 6 tháng. Trong thời gian này, con người phải chịu cảnh hoa màu mùa màng bị tàn phá, thất bát nghiêm trọng, nạn đói liên tiếp xảy ra. Cũng như vậy, dịch bệnh đã hoành hành hơn một năm nay, vaccine và các liệu pháp hiện đại dường như không làm được gì con virus ấy. Giải Hán tự, truy tìm nguồn gốc dịch bệnh. Chương 9 tiết 7 mô tả những con châu chấu ấy như những ngựa chiến sẵn sàng ra trận. Trên đầu chúng có vật gì giống như cái mão bằng vàng và mặt chúng giống như mặt người. Trong tiếng Latin, corona có nghĩa là rau, vương miện, còn từ gốc Hy Lạp cổ có nghĩa là hào quang, vòng hoa, đám mây cuộn, dịch sang tiếng Trung là chữ quang. Chữ quang có nghĩa là mũ nón, cũng là chỉ mũ mão của quan lại thời xưa. Giải Hán tự của chữ quang gồm có 3 phần, trên là bộ mịch, nghĩa là trùm đậy vật gì đó lên. Phần dưới bên trái là chữ nguyên, thuộc bộ nhân đấng, còn phần dưới bên phải là chữ thốn. Như vậy, những con virus còn được gọi là quan tại Trung Quốc. Còn theo lối chiết tự, chữ quan cũng là miêu tả chính xác về những con châu chấu mà Khải Huyền nhắc đến. Điều này đi đến kết luận trùng khớp với luận giải của chúng tôi ở phần vật thẩm vừa nhắc đến ở trên. Loại virus này do chính quan chức chính quyền Trung Quốc cố ý tạo thành và truyền ra bên ngoài. Hơn nữa, còn có một chi tiết rất đáng chú ý, đó là mặt chúng giống như mặt người. Câu này mang tính ẩn dụ, ám chỉ đây là một loại sinh vật mang tính nhân tạo và những sự kiện xảy ra trên thế giới thời gian qua đã chứng minh điều này là sự thật. Chương 9 tiết 9 nói rằng châu chấu có giáp sắt, âm thanh khi bay như chiến mã xông trận. Chương 9 tiết 10 nói chúng có đuôi như bò cạp, nọc độc trong đó làm con người đau đớn theo năm tháng. Hai đoạn này nghĩa là chủng loại virus này là do thần an bài ra để đào thải người xấu. Chúng là một độc tố gần như bất khả chiến bại, lây lan trên diện rộng, khiến người nhiễm phải bị hành hạ đau đớn trong thời gian dài. Chương 9 tiết 11, chúng có một vị vua lãnh đạo, đó là sứ giả của vật thẩm. Tên của vị sứ giả trong tiếng Do Thái Hebrew là Abaddon, trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là Apollyon. Abaddon là một danh từ trong tiếng Do Thái, tức là chỉ thần hủy diệt. Ở Trung Quốc, Cộng Công là tên gọi của thần hủy diệt này. Vào thời Chuyên Húc tại vị, Cộng Công thường xâm lấn để tranh ngôi vị vì thua trận uất ức mà đâm đầu vào núi Bất Chu. Trong luân hồi, nay đã chuyển sinh thành đảng Cộng sản Trung Quốc.
Do đó, a pardon là tên gọi tương ứng của Cộng Công, cũng chính là muốn nói vị vua của loài virus này chính là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đây là khải thị cho con người về nguồn gốc của virus và dịch bệnh. Ngoài ra còn có một điều khá trùng hợp, trong kinh thánh của người Do Thái cổ, a pardon là một ác thần mang hình tượng một con dơi. Điều này khá trùng hợp với thông tin về nguồn xuất phát của virus. Suy cho cùng, tất cả những gì đang diễn ra trên thế giới hôm nay, dù vô tình hay cố ý, dù là ai, thế lực nào đang muốn thao túng, thì tất cả đều không thoát khỏi sự khống chế của thần linh. Trong quá khứ, thiên tai dịch bệnh xuất hiện đều là lời cảnh báo của trời cao dành cho con người, cũng là để đào thải đi những cá nhân đã mất nhân tính. Quý khán thính giả thân mến, chịu theo lời giảng của thánh nhân để lại nhân gian trước đại nạn lần này, con người chúng ta có thể làm gì để vượt qua? Chúng tôi hy vọng mỗi người đều sẽ sớm tìm được câu trả lời cho mình. Quý khán thính giả thân mến, Tinh Hoa TV đã quay trở lại được một thời gian, nhưng kênh chúng tôi hiện đang bị chặn tương tác và hạn chế lượt xem. Tinh Hoa TV cần sự giúp đỡ, mong mọi người hãy like và share video để những thông điệp ý nghĩa được lan tỏa đến nhiều người hơn nữa. Quan trọng nhất là đừng quên nhấn vào chiếc chuông nhỏ bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo về video mới. Kính chúc mọi người sức khỏe và bình an.